Chàng Ngốc Già mến chào các bạn. Trong cái clip ngày hôm nay, chàng Ngốc Già muốn chia sẻ với các bạn về một cái chủ đề, đó là cái ESG ha, và tiếng Pháp nó gọi là ESG, về các cái vấn đề môi trường, xã hội và quản trị của cái doanh nghiệp. Bởi vì cái chủ đề này ngày càng được các cái quỹ đầu tư nó quan tâm. Và khi mà các cái doanh nghiệp mà quan tâm nhiều đến các cái vấn đề về ESG này đó, thì sẽ thu hút được nhiều các cái quỹ đầu tư hơn. Chính vì vậy mà các cái doanh nghiệp ở các, đặc biệt là ở các cái nước phát triển, ví dụ như là ở châu Âu, và bây giờ thì một số doanh nghiệp ở Mỹ thì người ta cũng bắt đầu, và đặt ở châu Á nữa, đặc biệt là Nhật Bản, thì người ta cũng bắt đầu quan tâm đến cái vấn đề ESG. Đấy, như vậy thì hôm nay thì chàng Ngốc Già sẽ giải thích với các bạn là cái ESG là gì ha. Thì ESG là nó là viết tắt của ba cái từ, nó là environment là môi trường ha, social xã hội, và cái gọi là cái governance là về quản trị của doanh nghiệp. Thì khi mà xếp xếp hạng các cái điểm về ESG này đó, thì nó do những cái tổ chức độc lập ha, ví dụ như các cái đơn vị kiểm toán chẳng hạn, hoặc là có những cái đơn vị mà người ta làm đánh giá độc lập về cái ESG. Trong cái trường hợp ví dụ ngày hôm nay đó, thì chàng Ngốc Già lấy một cái case là KO, các bạn biết rồi đúng không? Coca-Cola thì rất là nổi tiếng. Và trong cái đánh giá về cái xếp hạng ESG của Coca-Cola đó, thì cái báo cáo này là do như là Ernst & Young thực hiện ha. Thì trên cái thông tin về ESG, các cái điểm số của Coca-Cola đó, thì nó được công, cái này là do Thomson Reuters Aiken người ta thu thập và người ta công bố. Thì các bạn có thể search cái ESG score của điểm ESG của tất cả các cái doanh nghiệp mà nên biết. Thường là các doanh nghiệp có cái đàng hoàng và lớn đó, thì người ta sẽ công bố các cái chỉ số này. Và cái điểm mà ESG score này nó sẽ theo màu, màu càng xanh thì là càng tốt. Ví dụ như càng xanh đậm thì càng tốt. Ví dụ khi mà mình vào đó, nó sẽ click vào đó, nó xếp hạng A về 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 xã hội, và cái điểm số của nó đang nằm ở khung là 83 và 91 ha. Còn ví dụ như cái điểm về cái combine, tính toán tổng hợp lại đó, thì nó nằm ở cái mức là 43.12, nó là C cộng. Rồi, để các bạn hình dung rằng là một cái đánh giá, một cái report về ESG nó như thế nào, thì cái này là một cái gọi là report view, có nghĩa là cái tổng quan thôi, để mình nhìn rằng các cái điểm score của nó, ví dụ điểm môi trường của nó như thế nào, điểm xã hội của nó như thế nào, điểm về quản trị của nó như thế nào, và cái điểm kết hợp. Rồi sau đấy thì nó có cái điểm gọi là controversy score. Cái controversy này là những cái mà rủi ro nó sẽ tác động tiêu cực đến doanh nghiệp, phát sinh từ những cái vấn đề là ESG, đó là môi trường, xã hội và quản trị, cũng như là người ta sẽ xem xét rằng là những cái tin mà xấu đó, những cái tin tiêu cực về về doanh nghiệp ở trên cái hệ thống media, trên hệ thống thông tin truyền thông. Đấy, và các bạn thấy rằng là nó có ba cái trụ cột ha, ba trụ cột đó là về môi trường này, về xã hội và về quản trị. Thì ví dụ như về môi trường, người ta sẽ quan tâm nhiều là cái nguồn nguyên liệu sử dụng ha, đặc biệt là ví dụ như là điện nước, các cái tài về về năng lượng, rồi ví dụ về khí thải ha, về những cái sáng kiến trong môi trường. Còn về xã hội thì người ta quan tâm đến cái lực lượng lao động nè, rồi cái human right, cái quyền con người, rồi cộng đồng, rồi ví dụ như là cái trách nhiệm, mang tính trách nhiệm cộng đồng của cái sản phẩm. Rồi về governance là người ta sẽ xem xét cái trụ cột trong đó, ví dụ như là về mặt quản lý ha, đối với cổ đông, hoặc là cái CSR, cái gọi là corporate social responsibility, trách nhiệm với cộng đồng của doanh nghiệp ha, về coi cái chiến lược. Thì đấy là những cái điểm chung mà người ta sẽ đánh giá ha, các cái phần mục nhỏ ở dưới đây. Và các bạn sẽ thấy là người ta sẽ so sánh ví dụ Coca với lại Pepsi ha, có cái so sánh chung. Thì ở đây nó có nhiều cái dạng mà mình có thể xem. Đây là đang là ở dạng là report view ha, mình gắn gọn. Sau đó thì mình có thể coi cái dạng chart. Đây ví dụ như điểm chung của Coca-Cola năm 2020. Mình có thể chọn các cái năm ha, là đang là 75. Đấy thì nó có ba cái cấu phần, ba cái trụ cột, đó là về xã hội nè, về quản trị nè, về môi trường. Rồi trong môi trường thì nó có là sử dụng các cái nguồn nguyên liệu đầu vào như thế nào, điện nước, rồi xử lý nước thải như thế nào, tái sử dụng như thế nào, rồi về khí thải CO2 đúng không, rồi về các cái sáng kiến trong cái môi trường như thế nào, rồi các cái vấn đề về xã hội, các cái vấn đề về quản trị. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái điểm và các cái trọng số.
Rồi, đây là ở cái dạng chart view tóm tắt ha. Mình cũng có thể coi ở một cái dạng nữa là ví dụ như gọi là peer view, có nghĩa là các cái đối thủ cạnh tranh trong cái ngành beverage, cái ngành gọi là nước giải khát hả, nước giải khát, nước uống của Coca-Cola. Thì cái này mình nó phải report, cho nên là mình phải xem. Đây là so sánh, ví dụ các bạn thấy Coca-Cola ở Mỹ nha, đang xếp hạng 6, Coca-Cola ở Thụy Sĩ thì xếp hạng 1. Ồ, cái này thì mình nghĩ là do các cái điều kiện yêu cầu ở Thụy Sĩ nó khắt khe hơn. Rồi các bạn có thể thấy hạng 3 là cái hãng bia Asahi của Nhật nè, Carlsberg của bia Carlsberg của Đan Mạch nè. Rồi mình thấy Heineken của Hà Lan nè, Pernod Ricard của Pháp nè. Đấy, Coca-Cola ở Mexico, Heineken ở cái này cũng ở Hà Lan. Thì đấy các bạn thấy người ta xếp ra phân loại so sánh giữa các cái doanh nghiệp với nhau về các cái thứ hạng về điểm ESG. Ngoài ra thì mình có thể vô trong cái chi tiết luôn. Ví dụ như chi tiết là mình coi cái statement vô trong cái chi tiết của cái Coca-Cola chẳng hạn. Thì ở đây trong cái chi tiết thì mình sẽ đi vào từng cái trụ cột luôn. Ví dụ cái điểm họ có làm cái report hay không, có ok, cái barrier status là complete là ok rồi, năm 2020 là người ta đã có cái báo cáo rồi ha. Rồi bây giờ mình có sẽ là có cái điểm combined score ha. Rồi mình có cái điểm score combined này là nó tính luôn cái controversy, và có ba cái trụ cột như các bạn biết đó là môi trường nè, xã hội và quản trị. Thì ở đây thì mình đang xem cái chi tiết về environment là về về môi trường thôi. Thì ở trong này nó sẽ có đấy, ví dụ như là nước điện, rồi năng lượng tái tạo vân vân, đấy nước sạch, rồi policy emission, cái nghĩa là về cái khí thải CO2. Đấy đấy là các cái tiêu chí về chi tiết ha. Rồi nếu mà mình đi vào cái chi tiết của từng report nữa, ví dụ mình coi cái social chẳng hạn, thì về xã hội thì trong cái trụ cột xã hội đó thì người ta lại có những cái thang điểm để mà tính toán tiếp ha. Ví dụ như về sức khỏe nè, về sức khỏe và an toàn đấy, rồi ví dụ như là về đuổi việc vân vân, đấy nói chung là tất cả những cái gì liên quan đến người lao động người ta đều có các cái thang điểm để tính. Cái report này là bởi Ernst & Young, xin lỗi các bạn ha, EY Ernst & Young. Đấy là về về xã hội. Rồi sau đấy thì mình có đến về governance, các cái chỉ tiêu về quản trị cũng được xếp hạng và tính điểm. Đấy, về xếp hạng và tính điểm ha. Đấy, ví dụ như là về corporate, về board, về ban lãnh đạo, về compensation, về cái các cái chính sách về chi trả thưởng, lương thưởng nào này nọ ha. Rồi sự đa dạng của trong ban lãnh đạo, ban điều hành của doanh nghiệp, rồi có kiểm toán nội bộ hay không. Nói chung đấy rất là chi tiết khi mà xây dựng các cái thang điểm đánh giá này. Và cái cuối trụ cột, cái phần mà nữa nó gọi là controversy, nó độc lập với lại ba cái trụ cột đó ha. Thì đấy là có những cái vấn đề về 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 controversy liên quan đến môi trường, liên quan đến xã hội, liên quan đến cái quản trị của doanh nghiệp. Thì đấy là một cái bức tranh tổng thể đối với một cái điểm về ESG, về môi trường, về xã hội, về quản trị của cái doanh nghiệp. Thì mình hy vọng rằng là hiện nay thì các cái điểm mà ESG này khi mà search trên các cái gọi là các cái database á, thì các cái doanh nghiệp Việt Nam của mình hầu như là zero, chưa có, cho các cái doanh nghiệp Việt Nam của mình chưa quan tâm cái này lắm. Nhưng mà thật ra đấy là cái xu hướng các doanh nghiệp cần có để ý nhiều hơn đến cái ESG này, bởi vì nó thu hút các cái nhà đầu tư nước ngoài, nó thu hút các cái nhà đầu tư quốc tế, nó thu hút các cái quỹ đầu tư, bởi vì các bạn biết rồi là thật ra cái power, cái pouvoir của các cái quỹ đầu tư nó lớn lắm. Tại vì sao? Tại vì nó allocate, mà nó bỏ tiền vô chỗ nào mà thì nó chạy chỗ đó, kinh lắm các bạn. Mình không muốn cũng không được, tại vì các bạn hình dung là ví dụ như mình bỏ tiền vào cái quỹ hưu trí đúng không? Cái quỹ hưu trí lại đi thông qua nhờ mấy cái thằng quỹ đầu tư này nó đi allocate, nó đầu tư ha. Hoặc là các bạn bỏ vào trong một cái công ty bảo hiểm nhân thọ, một cái quỹ bảo hiểm nhân thọ chẳng hạn rồi sau đấy thì các quỹ bảo hiểm nhân thọ lại thông qua các cái quỹ đầu tư, cho nên cái đội mà asset management này nó có cái quyền lực kinh lắm. Trong cái blog của chàng Ốc Già có lấy một cái ví dụ đó là BlackRock đó. Vì sao BlackRock là một cái tên tuổi và nó có cái sự ảnh hưởng trên trên tài chính ha. Ngoài ra thì có những cái tên tuổi khác đúng không? Ví dụ như là JP Morgan, rồi đấy ví dụ Goldman Sachs đấy, hoặc là ví dụ như Amundi ở châu Âu, rất là nhiều các cái quỹ đầu tư, các cái asset manager lớn thì họ có cái ảnh hưởng rất là lớn. Và khi mà họ đã chú ý mà quan tâm nhiều đến cái ESG này thì các cái
cái nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp phải quan tâm, và không chỉ là các quỹ đầu tư, mà bây giờ các bạn thấy rằng là kể cả các cái ngân hàng trung ương, ví dụ như Fed nè, BOJ, Bank of Japan, Bank of England, Bank of Canada, những cái nước ngân hàng trung ương, họ đều quan tâm đến cái vấn đề ESG. Đây, chàng gốc già thông qua cái clip này là chia sẻ và giải thích với các bạn ngắn gọn cái ESG là gì ha, và ESG nó bao gồm những cái gì và cái tầm quan trọng của ESG. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong cái clip lần tới. Rất mong là các bạn tiếp tục ủng hộ chàng gốc già nha, like và share cho các cái bạn bè và trong cái network của mình. Tại vì những cái like và những cái share đó nó chính là những cái lời động viên rất là thiết thực đối với chàng gốc già. Nó là tạo ra cái nguồn động lực để cho chàng gốc già tiếp tục làm các cái clip mới và chia sẻ với các bạn. Mến chào các bạn. Over.